Hello hello, anh nha Shumika, Phương Mita, xin chào các anh chị các bạn. Tôi Phương Tiến Hàng, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn phần loại hình số 8 của khóa học luyện thi luyện đọc hiểu luyện đọc hiểu topic 2 nha các anh chị các bạn. Hot topic là mình bám theo giáo trình Hot topic 2 của Hàn Quốc ha các anh chị các bạn, giáo trình luyện thi topic 2. Thì chúng ta sẽ chia tổng cộng tới 18 loại chủng loại của việc cái đề thi để các chị các bạn có thể đọc hiểu dễ dàng. Thì bây giờ chúng ta đã đi được từ 1 đến đến 7 rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi cái loại hình thứ 8. Tức là chúng ta là đi đi tìm cái ý tưởng chủ đạo ý tưởng chủ đạo này, ý tưởng chủ đạo của cái bài văn của bài văn chính. Và ở đây nó có hai ý. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm những cái thành ngữ nè, thành ngữ các chị bà này để chữ thành ngữ khoanh dung pyeonhan và sốc tam là và tục ngữ để đưa vào ổ trống ha, đưa vào ổ trống. Và thứ hai là chúng ta lựa chọn những cái ý chủ đạo nội dung chủ đạo của bài văn các anh chị các bạn, ý tưởng chủ đạo của bài văn. Đây là loại hình thứ số 8 ha. Vô phần giới thiệu loại hình thì khi cho nơi topic ohui môn bóp qua ít kỳ trung cấp môn chơi gà hôn hấp tên dù hương ở đó cứ đến ít cô bình khá này từ được cả ánh mắt chân sốc tà mi na quan dòng phiêu hồn nên chắc cô bọn môn ơi chúng xin xem các cô cứ đưa nên môn chơi là đây là mà vấn đề mà trường học có hai có ở đây thực chất đúng nghĩa là mà để mà làm cái loại loại hình mà bài 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 ha loại hình bài loại hình mà được tổng hợp hỗn hợp là tổng hợp các vấn đề của trung cấp về từ vựng nè, về ngữ pháp và về đọc các gì mà ba cái là dồn vô cái loại hình này. Thì chúng ta phải đi tìm những gì, những cái thành ngữ và thuật ngữ đúng phù hợp đưa vào cái ô trống ha, có hàm ý đặt vào coi trước và đưa vào ô trống nè, và chúng ta đi tìm cái ý tưởng chủ đạo của cái bài văn đó ý là gì ha, là giới thiệu loại hình. Thì phần tip chúng ta sẽ biết như sau. Phần tip là dụ hơn trước chung tip nè, thì đây là trường hợp gì, có hai vấn đề ha, tụ kêu với mùn xì tên còn ngồi. Đây là trường hợp có hai vấn đề được trình bày được trình bày liên quan về một đoạn văn nhất định ha, đoạn văn được cho dịch là chua chin chi môn là một đoạn văn nhất định được cho ha. Thì vấn đề thứ nhất của mình là gì, trước bên trên mình trên nên vấn đề thứ nhất là bình khan áp chi mình trang ngân ham chúc hà nên xúc ta mina quan dòng phiêu hơn ưng chắc nên mình chơi ta. Vấn đề thứ nhất là chúng ta đi tìm cái những câu thuật ngữ và thành ngữ có hàm ý đặt kèo và câu trước và sau chỗ trống có hàm ý đúng và đặt câu trước và sau chỗ trống phân số e số ta mi na quan dòng phiêu hiền e tài hành hắc sấp về phi đồ hà ta. Cho nên chúng ta hiển nhiên là chúng ta thông thường thì chúng ta phải học cần phải học các tục ngữ và thành ngữ và hiểu nó ý là gì ha. Y đinh quy hai sơ bù đốc sam xà rinh sam cô hà yo sóc ta mi na quan dòng phiêu hiền to do ít chờ chủ cha. Chúng ta sẽ làm quen với tục ngữ và thành ngữ và chúng ta học thì chúng ta mới mà làm được bài giảng này ha. Đó là ý. Sau này phần phụ lục này 3 với 4 này tôi sẽ chủ đạo chỉ cho các anh chị các bạn ha. Tụ bên che nên trùng sim sang các con cua đến nến mình chì ta. Vấn đề thứ hai là lựa chọn ý tưởng chủ đạo ha, hoàn toàn ý tưởng trung tâm mình chủ đạo các nhìn về là chủ đạo hay nhất. Trên che này giọng mình phô quan hà nên mùn trang ấn cha cha ya hà nên đề thì chúng ta phải tìm được một cái bao hàm toàn bộ văn bản câu bao hàm các toàn bộ nội dung của văn bản. Y đơn mùn trang ấn bổ thông chân chê chi mùn ơi chờ mì na kích thề na thà nên đà thường là gì những câu này thường là xuất hiện ở đầu hoặc cuối của toàn bộ đoạn văn nhớ quan trọng xuất hiện ở đầu và cuối của toàn bộ đoạn văn. Tổ hành chấp sóc ở tuy na tha na kito hai nền đề. Vậy ra còn có những gì các bạn sẽ thấy là
nó có thể hiện sao những liên từ chẳng hạn như là gì đó ha, mình nói là gì ha, là liên từ này, chấp xúc là liên từ sau những liên từ, ý đó anh chấp xúc ở đâu nên ví dụ như là những từ liên từ như là corona nè, kuchiman nè, kurende nè, nhưng tuy nhiên từng qua các chi sang ban tuệ nên áp trí mình rằng nên dân cân hà nên chấp xúc là nè ta ra sơ kuramuro kuresơ từng qua các chi vốn nên qua cần qua rinh dân cân hà nên chấp xúc ở tướng nghi ít tả. Những liên từ này có rất nhiều từ phía sau để liên kết với các câu với nhau các anh chị các bạn, cho nên các anh chị các bạn hiểu là được. Chúng ta sẽ sau khi đã hiểu được lộ hành đó là gì, chúng ta sẽ đọc thử cái bài này, kỳ thi bài 36 này các chị mà ha. Hân đề sang we in ku ơi chưng ca wa sa nớp ơi bản chân ro in he yo hoàn chân o yo mi sen các han su ju ne a i du rất ta cứ chung với tôi eso su chin o yo mun u ri ơi sang chon ka chit cần tenen chúng yêu hàn muốn chơi cái tâm này để hết số ô điều hàn nên sao làm chơi đi mà anh ta corona là liên tục cái gì mà ha corona ô giờ mình mặc kỳ vi hàn cứ chơi chắc cái chắc kín nổ ra cái bu chúc hè bu in đã suy trên ô giờ mình bằng chi vi hè sẽ nến nó cái câu này thì mình phải tìm cái câu trước và câu sau câu này ha, là nến mạnh chơi đơm u đi cả bạn sinh ngoài sinh hoan sắp về sau hàn suy nến nên chắc kinh nổ ra bu thọ sẽ chắc hành cơ sĩ chung vô hà tạ người ta hành xin chân y hà nà xích y đô ớ xin chân y hà nà xích y rô chinh tế ủ đi chá nhớ tân thư đi kế kích hành mô rinh hành xìm hà gô mà xin chú ít kế tên cơ sĩ tạ để nói về nước anh chị mà ha. Thường đã xong mình đọc bài này xong mình mới đi xuống đi tìm ý, nhưng cách của mình ở đây là chúng ta đã đưa cái từ gì đúng vào cái ô trống này thì chúng ta đọc trước qua sau cái đâu đó mình tìm á. Bây giờ mình đọc đây su chin ô giờ mình bằng chi vi hay sờ nên cái gì để ngăn chặn được cái ô nhiễm mà của gì của chất lượng nước à, của việc ô nhiễm mà liên quan đến cái chất của nước à, thì mình phải làm như thế nào các chị bạn ha. Thì chúng ta phải tôi sẽ dịch cái phần nội dung này trong xã hội hiện đại các anh chị bạn ha. Trong xã hội hiện đại thì tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức gì, đã đến mức nghiêm trọng do sự gia tăng dân số và phát triển của ngành công nghiệp đúng không, in cua nè chân cờ và xe nếp với bánh trên euro in hai giờ có chút euro này do việc phát triển của ngành công nghiệp ha. Mình kia ngồi với mình xin các hành sử dụng nè Irurata là đà Irurata Irurita các bạn Irurata là bị gì đến mức nghiêm trọng luôn ha. Khu chung với Sato Su Chin Oyom trong đó ô nhiễm nguồn nước là một vấn đề quan trọng liên quan đến sự sống còn ha. Sang chôn qua sống còn là qua chiếc cần đến chung với môn chơi cái tên môn này không nó sẽ sống còn nên làm sao ie tại hai uy đi udo hai nên sao làm cho đi mặn tha, cho nên rất là nhiều người quan tâm ha. Tuy nhiên này đây cái chuyển ý các bạn ha, những nỗ lực cụ thể ha. Udo môn mặc chi vi hè hàn cụ chơi chất trên nội nhất bùi chúc hè bùi ta ha. Những nỗ lực cụ thể đã ngăn chặn ô nhiễm su chin ô yêu môn bằng chi ha ki bi ha sơ nên để ngăn chặn ô nhiễm nhân dương vẫn chưa đủ ha, để ngăn ngừa ô nhiễm nước nè thì phải làm gì ra nên mạnh cho rơm ô đi sang ngoài sốc với sơ hành suy nên chắc kênh nụ đức của thơ sẽ chắc ha nên kết sinh dụng vô ha tà các chị các bạn. Thế nè ôi lộn
tại ha, mình lộ ha, cái này chỗ này mình chị các bạn, thì sau khi mình thử tìm ha, thì đây là gì, chúng ta sẽ tìm câu trả lời ở đây. Và đáp án này nó có là số 2 nè, 21 là 2 mà 22 là 4 có gì bạn ha. Thì chúng ta tìm 2, tại sao nó 2 à, đây. Đây, bây giờ nè. Chân lý kinh tô hành cơ lâm bụt thờ. Mình nghe thành ngữ nè. À, đi đường đi vạn lý, à, đi đường đi vạn dặm chỉ bằng một bước đầu tiên, tức là mình đưa thành ngữ này về ra nên anh chưa rớm à. Ở đây hiện ngoài hành sắc bây giờ hành suy nên các chắc kinh nụ lực bụt thờ si chắc hành cơ si trùng vô hạ tà. Đó ý là gì ha? Hắn là rừng bồ miên giờ giờ đến là anh thà. Nếu xem một cái thì phát kinh nghiệt ra là so in co à, về dân can à, cô chi ta cô chi ta mắc cho mắc trâu thì phải làm buồn rồi làm chuồng à, thì nó không có ý nghĩa gì à. Rồi, hoặc là quýt mua đi mắc cho da ai mua đi mà nên ta phải chặn cái nguồn nước phía trên thì vì nước dưới mới là mới được chặn hà. Thì cái thành ngữ này chứ cùng chỉ có câu số số 2 là đúng anh chị các bạn hà. À, tiếp lại tiếp theo ở đây cứ cân cứ y cơ rơi y cân y trùng sim sen các cân của ship cho chúng ta sẽ lựa chọn cái ý ta gọi là ý gì à, ý tưởng chủ đạo của bài này ha, hiểu cùng gì mình ở đây cái câu này chính là cái câu cuối cùng nè, gần cuối cùng ha. Su chi nội yo mun mak ki vi han nội đất kinh quá li he ya anh ta cái đơn nhất à đây chẳng nhân à, cha nhờ từ đi kẻ kết hai mùa đinh anh sim hào gố mà xin chú kê tên cờ sĩ ta. Vậy thì ở đây nó đi ngược với cái việc gì ý này này u đi sang ngoài sốc về sang hành suy nên chắc là nỗ lực bù thơ sẽ chắc hành cờ sĩ ta. Thế đây cơ đơn này là chính là cái ý đó à, tự nhiên à, cho nên là cái việc đó là chính là điều kết luận cái ý chủ đạo nhưng mà ha. Mình phải là ý chủ đạo cuối cùng là à, cần phải trọng tâm đó là gì, nô đất lên là bôi chúc bôi mì tà, cho nên ngược lại cái việc đó là chính là chúng ta phải thảo phải thực hiện nhanh lên Iran à, xin chân thì hana xích rồi xin chờ nè thì sẽ tốt ha. À, thì điều giải thích nó nằm ở đây. À, đúng nghĩa này cái này đưa phía trước để cho mọi người dễ thấy à. À chúng ta sẽ thấy anu nè anu khinh yên thì là to khứ chất chỉ chắc ơn chắc kinh yên bồ thơ bi lọc tên tà nên ôi mì ca à, y ca à, chân tập y tà à. À, bắt đầu từ bước đầu tiên ấy là gì ha à, cái nghĩa của cái thành ngữ đó là gì ha à, mô đi là khinh yên thì là to nè khứ chất chỉ chắc ơn chắc kinh yên bồ thơ bị đốc tên đà à, là gì còn 22 lý do tại sao nó mình đáp án số 4 là 4 là đúng là gì ô do mình mắc chi vi hành nè của chê chất in nô đất kỳ bố chốc hà gồ này không sẽ quan sốc về sơ chẳng nhân chắc kinh nô đất của thờ hay giờ hành đạo khô hả hay giấc sư mùa đồ chung sim sang các in su chinh ô do mình mất mà mắc chi vi hà vi hành nô đất kinh hay giờ hành tạ nên à cho nên là đáp án đúng ha. Đó đó là ý điểm ý tưởng quan trọng là mình có thể giải quyết được cái bài này các chị các bạn hà. Thì là số 8 thì các bạn sẽ thấy là à, đây là vấn đề câu là à, thực hành ha, mình thực hành cái loại hình thứ 8 ha các chị các bạn à, tạo mình eco murame tap hai ship. Chúng ta sẽ thấy là một cái bài đoạn văn này đây chúng ta à, sẽ chọn ý như thế nào mình cũng pháp làm của bài của loại hình số 8 không, tức là trong cái đoạn này mình phải đọc trước câu trước nè câu trước đây à, Hachiman nè Kurom nè Iron nè không Hachiman chính là điểm 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 chủ đạo ha chủ nên Hachiman ja Kurom chẳng bố và Chishiki à, phần bơm hai sản phẩm từ đi in sang sang ngoài đây tổ minh tên tả nên
Tên gia đình bệnh lô ốc tà là nguyên câu là trước nè, và cái câu sau đúng không? Cho cái sau đó là gì đây? Bạn sẽ nhìn cái câu sau đây. À, thì hai cái câu này chưa có trước cái sau của cái đoạn này thì mình Ohira là ngược lại hay gì đó không? À, phải Hachiman là gì đó, Ohira trái ngược lại cái điều gì đó thì mình phải tìm được cái ý đó, chứ không là mình không tìm được. À, rồi thứ hai là mình sẽ tôi sẽ cho luôn đáp án là số 1, cái là đáp án này là một ha, câu 1, câu số 2 đáp án này là 2. À, bây giờ mình tìm ý đó vô, ví dụ như so nên bên đi kê nè, xong bên đi kê là gì, là im ip bình mô mô kê mô mô kê hít vào đầu ha, hoặc là gì mô kê là ngậm miệng lại, so nên bơ rin tê bơ rin kê là khóa chặt tay lại, hoặc là hơ đến ta kê nha, cho lưỡi luôn, làm cái lưỡi lạnh đi ha. À hôi đó ha, hơ rin ta kê ha go san y đê huy rin nức kì kê ha go xe sang in sắc mắt hành cờ sơ đô nức kì kê hành cờ ngủ tơ mạnh ta. Thì mình nói gì thì thế nào nè, chúng ta sẽ dịch cái từ hơi đến sao tà, cái là cắn lưỡi ha, cho nên bên đi tà, bên ly tà ha, mở rộng bàn tay ra, ít bên mũi tà là che miệng, là che chắn miệng, body đến mori đến mắt kia là đối đầu ha, đối đầu anh chị các bạn. Thì những cái này là những cái từ thành ngữ mình có thể đưa vào trong bài, thì làm sao mình đưa cho nó đúng, hiển nhiên mình phải hiểu nghĩa nó các chị các bạn ha. Thì Ohida là gì, nghĩa là ngược lại, Ohida là ngược lại ha, tức là điều gì đó mà mình là nó Ohida là mình giống như là Ohira nghe cho các chị bạn ha. Ohira là hơn, hơn gì đó, hơn 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 cái gì đó ha. À, thì đây mình sau mình phải hiểu nó ha. Nói chung là bài này tương đối là nó cũng không phải là đơn giản đi các chị các bạn. Mình phải luyện tập nó ha. Đôi lúc mình không hiểu đó thì mình phải luyện tập nó như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở đây tôi cho đáp án là 1 và 2. Nha. Đây mình ở đây chân bô qua chi xích in xà là mê kê cốc phi đồ hanh ca si tà là chính là câu chủ đề của cái bằng này, đoạn này ha. Y đất kê nâm chơ nán chân bô qua chi xích sốc về sớ chả xe nê kê phi đồ hanh chân bô rinh sầm biên hanh siêu ý nên kì chuyên phi đồ mê tà. Đây cuối cùng là đây, đây cuối cùng là câu này đúng nè, nó phù hợp với câu đúng với câu cuối cùng các chị các bạn à. À, tức là chân bờ qua chi xích kinh chà là mê cốc phi đồ hành kashita phi đồ hành trường bồ đinh chẳng sinh thích khai gia hành tọa, hai câu này đưa vào kết luận ha. Đó, y đức kê nè, nôm chơ nè, nên chân bờ qua chi xích sốt về sơ, chẳng sinh đi kê phi đồ hành trường bồ đinh, phi đồ chân bồ đinh phải, phải sinh thích, sinh biên, rồi trong tương ứng sinh thích ha. Hành sư ý nên chú chôn đi phi đồ mê tọa. Còn mấy cái này là không phải ha, đây là chẳng sinh đi chân hành, vun chích tê rô sẽ sang ngân xà ra ya anh ta chẳng bộ bà chỉ sẽ cần chú nên nêu sự đến mã ni tư đờ ya anh ta, thì không phải là ý chính của bài này là mở bài số cái câu số 2 hay cái gì mà à. Ở đây mình thấy thế vô cái từ nào mình không phù hợp đấy mình thấy mình nên bỏ ra, thì khi mình chọn là cái câu đúng nhất thì mình chọn là hơ đến chà kê ô hi đó hơ đến chà kê ha gồ, thì đúng như cái việc mà giải thích của cái đoạn này các bạn ha. Thì cái loại hình số 8 này đến đây là kết thúc các anh chị các bạn. À, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn ở loại hình số 8 số 9 ạ.